Nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2021 và 32 năm ngày Biên phòng toàn dân mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2021. Ngày 28 tháng 2, Câu lạc bộ nữ lãnh đạo quản lý huyện Lang Chánh do đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Yên Khương. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cùng các thành viên trong câu lạc bộ. Đoàn đã thăm hỏi, tặng quà, động viên toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát liên hợp phòng chống dịch bệnh COVID-19 số 8 khu vực mốc quốc giới 348, trạm kiểm soát biên phòng Yên Khương và chốt biên phòng chống dịch COVID-19 khu vực mốc 350, làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới. Sau khi trực tiếp thăm và nghe tổ công tác tại các chốt báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và các thành viên trong câu lạc bộ nữ lãnh đạo quản lý huyện Lang Chánh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời quán triệt và động viên cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế tại các chốt kiểm dịch nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2021 và 32 năm ngày Biên phòng toàn dân mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2021. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ trạm kiểm soát liên hợp phòng chống dịch bệnh COVID-19 số 8 khu vực mốc quốc giới 348 làm công trình phụ trợ ở trạm phục vụ công tác phòng chống dịch và một số phần quà khác ở các trạm. Đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Yên Khương, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Yên Khương đã đạt được trong thời gian qua, mong muốn cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, đặc biệt là bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm, nhất là các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, mua bán chất ma túy, lâm sản trái phép quanh khu vực biên giới, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị và tăng cường công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với nước láng giềng. Đại diện lãnh đạo đồn biên phòng Yên Khương cũng đã cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của đại diện câu lạc bộ nữ lãnh đạo quản lý huyện Lang Chánh và hứa sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp tạo mọi điều kiện tốt nhất để đơn vị phát huy tốt hơn nữa vai trò xung kích tình nguyện vì chủ quyền, an ninh biên giới và phòng chống dịch bệnh COVID-19.